clip quảng cáo vừa rồi là cái vòi hoa sen đấy các bạn, nó tăng áp và đặc biệt là cái tia nước của nó ấy, nó đan xen nhau rất là đẹp. Tuấn cũng thấy rất ấn tượng với cái clip quảng cáo vừa rồi nên Tuấn đã đặt mua sản phẩm này về và bây giờ thử trải nghiệm xem thực tế nó sử dụng như thế nào. Giá của nó cũng rẻ lắm các bạn ạ, Tuấn đặt mua trên Lazada ấy, giá của nó là 70.000 đồng thôi. Rồi bây giờ Tuấn mở hộp nhé. Nó được bọc rất là kỹ các bạn ạ. Nhìn nó rất là đẹp. Và cái sự khác biệt của nó là cái cánh quạt này các bạn, là nó sẽ xoay á, nó tạo ra các cái tia nước xung quanh nhau, đan xen nhau. đấy. Tuấn vừa tháo bung ra hết luôn các bạn ạ. Ngoài cánh quạt này thì cũng không có gì để mà đặc biệt hết. Và Tuấn nghĩ là cái này thì chắc là nó cũng không có tăng áp được đâu các bạn ạ. Đấy, nó không có cái gì thiết kế đặc biệt hơn so với các cái vòi nước bình thường, nên là nó sẽ không tăng áp được đâu. Và ở chỗ đây thì chúng ta sẽ có được cái công tắc nhé. Khi mà mình sử dụng ấy thì mình đẩy sang bên này, là tức là mình nước nó sẽ chảy ra. Khi mình không dùng nữa thì mình có thể đóng nó lại. Đấy, rất là hay. Và cái con xoay bên đây là mình điều chỉnh cái tốc độ cánh quạt này các bạn. Đấy, tốc độ cánh quạt càng mạnh thì nước nó ra càng càng lớn, chỉ vậy thôi chứ cũng không có gì để mà tăng áp hết. Rồi bây giờ Tuấn sẽ đi trải nghiệm nhé. Đây là cái vòi nước cũ của mình này, mình mới tháo ra ấy các bạn. Đấy, cảm giác cầm thì trông cái mới này nó cũng khá là chắc chắn so với cái cũ của Tuấn, và nó đẹp hơn ý. Đấy, nhưng mà nó nhẹ. Rồi bây giờ Tuấn lắp vào xem. Lắp đặt khá là đơn giản đúng không ạ? Đấy, vì là cái bồn nước chứa của nhà Tuấn ấy, nó nằm ngay phía trên đây luôn, nên là cái áp lực nước nó nhà Tuấn nó cũng nhẹ lắm các bạn ạ, nó không không được mạnh đâu. Rồi bây giờ Tuấn thử nhá. Rồi để mở cái nắp này. Đấy các bạn thấy có rõ không ạ? Nhà nó cũng tạo ra được cái tia nước nó đan xen nhau này các bạn. Nhìn nó rất là đẹp. Đấy, còn đây là cái nốt điều chỉnh nhá. Đây, Tuấn cho nó, đây là nhỏ, đây là mạnh. Thì nó cũng chỉ mạnh hơn được một chút xíu thôi, chứ nó cũng không có thể mà tăng áp được. Nhưng mà nhìn chung thì nó rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nó đan xen nhau rất là đẹp. Rồi bây giờ Tuấn bật cái máy tăng áp nhà Tuấn lên nhá. Nhà Tuấn có một cái máy tăng áp ở phía trên. Đây là Tuấn cho các bạn xem. Đây là cái máy tăng áp nhà Tuấn đấy. Thì bây giờ Tuấn bật lên xem là để bật cái máy tăng áp này lên để xem nó có khi hỗ trợ được cái máy tăng áp nó hỗ trợ rồi thì liệu nó có đẹp hơn được không và nó ra mạnh đến như thế nào. Rồi Tuấn đã bật cái máy tăng áp lên rồi các bạn. Bây giờ Tuấn thử xem nhé. Các bạn có thấy cái máy tăng áp của Tuấn nó kêu đúng không ạ? Đây, nó ra rất là mạnh luôn các bạn. Đấy, và rất là đẹp. Rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy cái cánh quạt của nó nhé, nó xoay xoay rất là mạnh. Đấy, và tia nước nó đang xen nhau ấy thì là do cái quạt này các bạn.
Đây, các bạn thấp xuống thì cánh quạt nó sẽ quay chậm lại. Quạt to thì nó sẽ quay mạnh hơn. Rất là đẹp nha các bạn. Rồi, vừa rồi Tuấn đã trải nghiệm nhanh cái ngoài nước tăng áp có cánh quạt này. Thì cho phép Tuấn được tổng kết lại như sau. Nói về phần tăng áp thì cái vòi này nó không tăng áp được đâu các bạn ạ. Đấy, khi mà các bạn mở cái con lăn này ở mức độ cao nhất ý, thì nó xoay, cái cánh quạt nó xoay mạnh hơn, thì nước nó ra mạnh hơn thì nó cũng chỉ bằng cái vòi hoa sen của Tuấn thôi. Đấy, khi mà có chăng thì các bạn bằng thấp xuống thì cánh quạt nó quay thấp xuống thì nước nó lại ra nhẹ hơn, chứ nói về tăng áp là không có tăng áp đâu các bạn nhé. Còn về phần mà cái tia nước nó đang xen nhau ấy, cái đó mới là cái mà đập vào mắt người xem và cũng rất là nhiều người ấn tượng với cái quảng cáo như vậy. Thì Tuấn đánh giá là nó thật sự là nó đang xen nhau rất là đẹp và nó hoàn toàn đúng với quảng cáo. Không biết là khi nhìn qua camera thì các bạn thấy có rõ không, nhưng mà Tuấn sử dụng thực tế ở đây thì trông nó rất là rõ và nó rất là đẹp. Và Tuấn đánh giá rất cao cái cánh quạt này để nó tạo ra được những cái tia nước nó đang xen nhau thì nó rất là đẹp. Về theo Tuấn nghĩ ấy, nếu như mà nhà ai mà có cái bình chứa nó cao, áp suất nước nó lớn thì mình nên mua cái sản phẩm này về dùng, nó rất là đáng tiền. Còn mà nhà ai mà giống như nhà Tuấn ấy, mà cái vòi nước, cái bình nước nó ở trên, ngay trên đầu luôn, nó cái áp suất nó thấp và nó cũng không có cái máy hỗ trợ tăng áp thì các bạn cũng nên xem xét thật kỹ nhé với cái nhu cầu của mình. Rồi, video của Tuấn xin được khép lại tại đây. Link mua sản phẩm này Tuấn đã để ở dưới phần bình luận cho bạn nào cần. Các bạn muốn Tuấn review thêm sản phẩm nào thì hãy comment hoặc là dán link của sản phẩm đó ở dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để ủng hộ và đồng hành cùng Tuấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.